Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ việc một trẻ bị bắt cóc sau đó tử vong xảy ra tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khiến dư luận thực sự rúng động. Những đứa trẻ mất tích dù chỉ cách nhà có vài bước chân, những đứa trẻ cũng có thể bị biến mất trên con đường đến trường. Đã từng có không ít ông bố bà mẹ rụng rời chân tay khi biết chuyện con mình từng bị bắt cóc hụt. Chỉ cần trẻ một mình, kẻ xấu sẽ có cơ hội. Trước tình trạng này, nhiều trường học đã siết chặt an toàn, thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát người ra vào trường cũng như đưa đón trẻ. Có một chú ý đến, chú ý hỏi con có ăn kẹo không? Thì chú mua kẹo cho chú mua nhiều kẹo lắm. Con bảo là không, trong cặp con nhiều kẹo lắm rồi. Sau khi chú ấy đi rồi, thì một cô nữa lại đến. Sau cô ở là mua đồ chơi này và các cái khác. Một lát sau khi cô ấy nhấc xe ra thì con thấy một cái nắp bình xịt và con hét lên. Ra cái khu vực mà cháu bị xảy ra sự cố ấy, để hỏi lại hết tất cả những cái người mà có mặt ở đấy hôm đấy, thì anh quán nước ấy, anh chủ quán nước ấy, anh cũng kể mình, anh bảo là anh nhìn thấy đầu tiên thì thấy có một người đi xe máy cứ rà đi theo thằng bé, thì lại cứ nghĩ là cậu nó đến đón, nhưng mà nó dỗi gì đấy nó không lên. Thế đi thêm một đoạn ra xa thì tự nhiên chỉ lúc mà có trẻ con nó hét lên cái thì anh mới ngẩng lên thôi, thì thấy thằng kia nó phóng xe đi rồi. Mình xác nhận là chắc chắn là có sự việc như thế, và đúng như con mình kể. Thì mình việc đầu tiên là mình gọi điện cho công an phường, mình báo là tình trạng là có xảy ra là bắt cóc trẻ em như thế. Việc thứ hai là mình vào gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm cũng như cô giáo hiệu trưởng để trao đổi cái việc là cần phải cảnh báo cho học sinh. Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn một năm tại khu vực Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi cháu bé này một mình trên đường đi học về. Sau lần bắt cóc hụt ấy, người mẹ này buộc phải chuyển nhà, chuyển trường học cho con. Tại nhiều trường học hiện nay, đảm bảo an ninh cho học sinh được xem là ưu tiên số một. Hệ thống nhận diện phụ huynh này của trường mầm non Farihao, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chỉ một tháng nữa thôi là hoàn thiện. Đến đầu tháng 8 này thì bên trường mình có triển khai một cái phần mềm để quản lý tất cả các thông tin của học sinh và các thông tin mà của người ủy quyền đón trẻ ở tích hợp ở trên máy tính, để có thể là kiểm tra ngay mà bắt đầu bước vào cổng trường. Phụ huynh đến đón trẻ cần phải ký nhận và có những thông tin cơ bản trùng khớp với hồ sơ học của trẻ. Nếu như cha mẹ ngày hôm đấy mà không đón được thì khi chúng tôi làm hồ sơ nhập học cho các con thì chúng tôi sẽ làm những cái giấy ủy quyền. Đó là những người nào mà thay mặt cha mẹ đón thì sẽ được ủy quyền có ảnh và có số điện thoại cũng như là số chứng minh thư nhân dân. Thì khi mà các cô trong trường trả trẻ thì ngoài bố mẹ thì những người đấy các cô sẽ đối chứng để xem là đúng khuôn mặt đấy hôm nay có phải là người đón trẻ không. Cả những đứa trẻ đều muốn an toàn trở về nhà, bởi đó là tổ ấm, là yêu thương bên vòng tay cha mẹ.